Bồ Tát Pháp Tạng là Phật trong đời quá khứ đã diệt độ, hay là Phật hiện tại ở thế gian này, hay là vẫn chưa thành Phật? Bồ Tát Pháp Tạng hiện đã thành Phật, danh hiệu là A Di Đà Phật, cũng gọi là Vô Lượng Thọ. Phật quốc của Ngài ở cách chúng ta về hướng Tây 10 vạn bước khỏi Phật, gọi là thế giới Cực Lạc. Ngài thành Phật đến nay đã được thời gian 10 đại kiếp. Thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật có kim ngân lưu ly san hô hổ phách sa cừ mã não, thất bảo phủ khắp đại địa, rộng lớn bằng phẳng, ánh sáng chói ngời, di diệu thần kỳ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt hẳn tất cả mọi phương cõi nước chư Phật. Ở đó không có núi Tu Di, núi non đực đá, cũng không có sông suối ao hồ biển cả, cũng không có kênh rạch giếng nước khe núi. Nhưng nhờ vào Phật lực, nếu muốn nhìn thấy thì cũng có thể biến hiện thấy được. Ở đó không có 3 đường ác là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ở đó không có 4 mùa xuân hạ thu đông. Ở nơi đó không lạnh cũng không nóng, thoải mái dễ chịu. Hào quang thần kỳ oai nghiêm của A Di Đà Phật rộng lớn không gì sánh bằng, là thứ ánh sáng tôn quý nhất, là vua trong các vị Phật. Hào quang hiển hách của Ngài phổ chiếu khắp 10 phương nước Phật. Không những ngày nay mọi người đều xưng tán hào quang của Ngài, mà 10 phương tất cả chư Phật Bồ Tát, thanh văn duyên giác cũng đồng xưng tán. Nếu có chúng sanh nào nhìn thấy hoặc nghe thấy hào quang oai nghi thần kỳ và công đức của A Di Đà Phật, đồng thời ngày đêm xưng tán đọc tụng danh hiệu, chỉ tâm không ngừng nghỉ, thì có thể tùy nguyện mà giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Hào quang oai nghiêm thần kỳ thù thắng đẹp đẽ của A Di Đà Phật, dù ngày đêm giảng nói cũng không hết 1 đại kiếp, cũng không thể nói hết được. Thọ mạng của Phật A Di Đà là vô lượng, không có cách gì nói hết, cũng không thể nào tính đếm được. Vì vậy Ngài còn được xưng tán là Vô Lượng Thọ Phật. Ở chỗ đạo tràng của A Di Đà Phật có cây báo vô cùng to lớn, cao đến 400 vạn dặm, thân cây cao to vô cùng, chu vi khoảng 5.000 do tuần, cành cây dương dài ra ngoài 20 vạn dặm. Cây bồ đề này là do tất cả các báo vật tự nhiên hợp thành, có 1.000 màu sắc hòa hợp lại với nhau, cùng nhau tỏa sáng, phát ra vô lượng ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Khi có ngọn gió thổi nhẹ lướt qua, cành cây sẽ phát ra vô số âm thanh di diệu. Bất cứ âm thanh di diệu nào của cây thức bảo này cũng đều hơn hẳn những giai điệu âm nhạc của vua chúa ở thế gian ngàn ức lần, là âm thanh thù thắng nhất trong tất cả âm thanh của 10 phương thế giới. Nếu ai nhìn thấy cây thức bảo này thì có thể thấy được 3 loại pháp nhậm. Thứ nhất là âm hưởng nhậm, thứ hai là nhu thuận nhận, thứ ba là vô sanh pháp nhận. Đây đều là do sức oai thần của Phật A Di Đà tạo ra. Chúng sanh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có đủ thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, giọng nói thanh tao, thần thông tự tại vô ngại. Cung điện y phục, hương hoa lương thực, các loại đồ dùng của họ
đều đầy đủ giống như là ở trên thiên giới, tùy theo ý niệm mong muốn mà hóa hiện ra. Khi muốn ăn, bảy loại châu báu sẽ hợp lại tạo ra thành bát ăn, tự nhiên hiện ra trước mặt, thức ăn đầy ắp, thơm ngon vô cùng. Những món ngon cao lương mỹ vị này, thật sự là họ không có dục qua, chỉ là nhìn qua màu sắc thức ăn, ngửi qua mùi vị mà thôi, trong một niệm tự nhiên cảm thấy no rồi. Những chúng sanh giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, toàn bộ đều an trú trong chánh định, đều được chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tại vì sao vậy? Bởi vì ở nơi đó không có sự tồn tại của ác định và bất định. Vô số chư Phật ở mười phương thế giới đều đang xưng tán oai thần công đức bất khả tư nghị của A-di-đà Phật. Nếu chúng sanh nào nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật mà khởi tâm vui thích tin tưởng, tánh niệm thọ trì, quy y cúng dường A-di-đà Phật, đồng thời đem hết tất cả công đức thiện căn, chí tâm hồi hướng giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Tu tập như vậy, có thể tùy theo hạnh nguyện mà giảng sanh. Trên đường tu tập vĩnh viễn không thối chuyển, đến cuối cùng chứng được quả gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngoại trừ những ai phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, những người này không thể nào giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Oai thần của A-di-đà Phật là vô tận, chư Phật Như Lai ở mười phương vô lượng vô biên thế giới, không có vị nào là không tán thán. Các hàng Bồ Tát trong mười phương vô số các nước chư Phật cũng đều đến thế giới Cực Lạc, đến lễ bái cúng dường A-di-đà Phật, đồng thời nghe giảng như tuyên truyền kinh điển và giáo hóa của Ngài. Các hàng Bồ Tát trong thế giới Tây Phương Cực Lạc cuối cùng đều đạt được quả vị bất sanh bổ xứ. Ngoại trừ những vị Bồ Tát vì chúng sanh mà phát nguyện rộng lớn, lấy công đức thể nguyện mà tự hành trang nghiêm, đi cứu độ giải thoát tất cả chúng sanh. Các chúng thanh văn của thế gian Tây Phương Cực Lạc tự thân phát ra hào quang, có thể chiếu sáng trong khoảng một do tục. Hào quang của Bồ Tát có thể chiếu sáng trong 100 do tục. Trong đó có hai vị Bồ Tát chí tôn nhất, một vị là Quan Thế Âm, một vị là Đại Thế Chí. Hào quang và oai thần của hai vị này phổ chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Bồ Tát giảng sanh về thế giới Cực Lạc thường tùy thuận theo trí huệ của chúng sanh mà tuyên giảng chánh pháp. Đối với mọi thứ của thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có tâm ô nhiễm, tự ngã chiếm hữu, tiến thoái đến đi, không bị ràng buộc vướng mắc, tùy ý tự tại, không có sự phân biệt, hoàn toàn không có sự đố kỵ tranh chấp. Những vị Bồ Tát này tùy tâm điều phục, hiền hòa, tuyệt nhiên không có sân hận đối với tất cả chúng sanh, đều có tâm đại từ bi, luôn làm lợi ích cho chúng sanh, không biết mệt mỏi lười nhác. Các vị Bồ Tát này đã diệt trừ được hết phiền não, thành Bồ Tát đạo, thành tựu vô lượng công đức. Họ nhất tâm cầu pháp, nói pháp không biết mệt mỏi, tu lục hòa kinh, hành pháp bố thí, nhẫn nhục trì giới, thiền định tinh tấn, đều đầy đủ trí huệ, cung kính cúng dường vô lượng chư Phật, thường được chư Phật tán thán,